Xin chào tất cả các bác, em là Toản Phong Thủy. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác một bộ ống chén Bất Tử Sa cao cấp như các bác đang được thấy ở trên hình đấy ạ. Bộ ống chén này của em thì gồm có một ấm, một đĩa kê ấm, 8 chiếc chén và một bộ khay 2 tầng. Cái điều đặc biệt là cái bộ khay 2 tầng này rất là hay, rất là thú vị. Các bác thấy ở bên dưới là một cái khay lớn để chúng ta có thể là chứa trà thừa, trà cặn. Đó, các bác có thể là đổ trực tiếp trà thừa, trà cặn ở đây. Đó, các bác úp cốc ở đây nó sẽ khô ráo và sạch sẽ, không có sợ là bị bám bẩn ở đây. Nó rất là hay, tiện lợi, chúng ta rửa ráy nó cũng tiện. Đó, còn cái ấm ở đây các bác thấy cho em là ấm là có đĩa kê ấm và chiếc ấm ấy là được tạo hình, nó mang phong cách trà đạo và có một điểm xuyết những cái họa tiết hình cây trúc ở đây, hình cái lá trúc để tăng cái tính thẩm mỹ của cái chiếc ấm này lên. Chất liệu của cái bộ ấm chén này chính là chất Đất Tử Sa. Chất Đất Tử Sa thì các bác biết rồi, yêu trà thì các bác uống Đất Tử Sa nó sẽ thẩm thấu ngon hơn, giữ được nhiệt lâu hơn, giúp cho trà, cái hương vị trà nó thơm, nó ngon hơn. Mà cái đất này thì ở Việt Nam không có, thì cái đất này là phải nhập ở bên Trung Quốc. Đó, nhập ở bên Trung Quốc thì em nhập về và lung cái bộ ấm này dưới cái lò lung là lò lung khử 1350 độ C, loại bỏ được hết các cái tạp chất bẩn ở trong đất và loại bỏ được những cái kim loại nặng để cho chúng ta uống trà thưởng thức nó ngon hơn. Các bác đừng so sánh những cái bộ trà chỉ có 200-300 nghìn với cái bộ trà này của em. Cái bộ trà 200-300 nghìn thì nó chỉ lung ở 800 độ C thôi, thì nó chỉ làm cho cứng cái đất lại thôi, nó thành hình gốm thôi, chứ nó không thể khử được các cái chất bẩn, chất độc hại còn thặng dư ở trong đất các bác ạ. Và cái độ tinh xảo của cái bộ ấm chén 200-300 nghìn nó khác với cái bộ 500-600-700 nghìn chẳng hạn. Đó, thì bộ ấm chén này của em là 660 nghìn, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác. Và trong cái thời gian này nhà em sẽ tặng các bác một lạng trà Tân Cương, một lạng trà Tân Cương để cho các bác uống thưởng thức. Lạng trà một tôm hai lá này người ta bán ở trên thị trường với cái giá là 90 nghìn, 80 nghìn một lạng. Đó, thì nhà em tặng các bác để các bác uống trà thưởng thức từ giờ đến Tết, các bác uống ngon, các bác mua trà ủng hộ cho nhà em. Rồi, bộ ấm chén này của nhà em như các bác thấy là gồm có 8 chén. Mỗi chiếc chén ấy, thì bên trong nhà em đều tráng một cái lớp men màu xanh ngọc lục bảo. Đó, màu xanh ngọc lục bảo này các bác thấy khi mà chúng ta rót trà lên thì cái màu nước trà nó sẽ đẹp hơn. Cái lớp men này nó màu xanh nhẹ nhẹ thôi các bác ạ, màu xanh nhẹ nhẹ thôi, nó không có quá là đậm. Nó để đủ để tôn được cái màu nước trà nó trong trẻo và nó đẹp. Đó. Và một cái ấm trà này dung tích là 320 ml, các bác có thể rót được đủ 8 chén nha các bác nhé. Các bác rót được đủ 8 chén. Nếu như ngày bình thường thì các bác có thể sử dụng 6 chén thôi hoặc 4 chén thôi. Còn những cái chén khác bác cất đi, phòng trường hợp nhỡ may nó bị vỡ thì lấy ra dùng. Còn những ngày Tết, ngày tư, những cái ngày lễ, ngày Tết nhiều khách, nhiều khứa thì các bác dùng cả 8 chén thì một chiếc ấm này rót được đủ 8 chén, các bác yên tâm. Rồi, em là Toản Phong Thủy, các bác nào mà mua hàng, mua cái bộ ấm chén này thì gọi điện ngay cho em theo cái số là 0886228822. Bộ ấm chén này là hàng vuốt tay, số lượng nó vừa phải, nó không quá lớn để các bác có thể là đặt một phát có ngay, không phải lúc nào cũng sẵn hàng, bởi vì hàng vuốt tay nó sẽ lâu thời gian hơn là cái hàng đúc. Đó, hàng này của nhà em để hàng vuốt tay, các bác để ý kỹ, mua hàng để ý kỹ thì sẽ thấy những cái người ta mà người thợ người ta chế tác, người ta vuốt cực kỳ là đẹp và cực kỳ là tinh xảo. Số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình là 0886228822 và 0365677879. Các bác mua hàng thì gọi điện ngay cho em Toản nhé. Đó, thì kênh YouTube của em là Toản Phong Thủy, các bác tìm ở trên TV, trên điện thoại là Toản Phong Thủy sẽ thấy ngay tên của em, thì các bác vào để giao lưu với em những cái đồ đồng, đồ gốm sứ và những cái đồ chơi phong thủy. Rồi, xin được cảm ơn tất cả các bác.